Có mặt hiện trường chiều qua 31 tháng 5, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận một khu rừng đặc dụng rộng gần cả ngàn mét vuông ngay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị phá trắng, nhiều khúc gỗ bị vùi lấp phi tang để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Theo đó, tại khu vực lô y khoảnh 2 tiểu khu 158C do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý địa bàn phường 5 thành phố Đà Lạt thì có khoảng 1.000 mét vuông rừng bị phá lấn chiếm mới. Tại đây có hàng chục cây gỗ trong khu rừng đặc dụng bị cưa sát gốc, phần thân và ngọn đã bị cắt khúc đẩy xuống khu vực phía vực sâu. Một số phần của cây thông ba lá còn sót lại. Để khoanh khu vực vừa phá, người dân còn dùng dây thép căng trèo bao chiếm. Cách đó không xa, nhiều cây gỗ tạp và thực bì cũng bị phát gọn theo kiểu gặm nhấm trong thời gian dài. Đáng chú ý, khu vực rừng bị phá trắng nằm ngay cạnh đường nhựa nối từ trung tâm thành phố Đà Lạt vào bãi rác Cam Ly. Sau khi ghi nhận vụ việc, lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã trực tiếp vào hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.